Tôi Nguyễn Hồng xin chào các bác nhà mình. Và ở đây như các bác đã thấy thì đây là một quả nu hơn một tạ thì vừa rồi em cắt bỏ cái phần rác đi kiểm tra chất nu và xem làm tác phẩm gì. Và ở tác phẩm này thì đấy, em bé đứng ở đây, đứng ở đây các bác có thể nhìn thấy này đấy, một em nhỏ đứng ở đây quả nu hơn tạ nữa, đứng hẳn đến đây nữa đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, đúng rồi, đấy chưa? Các bạn nhìn thấy không? Quá to luôn. Nếu mà đứng ở phía sau, đấy, các bạn cũng nhìn thấy em bé đâu cả. Và tác phẩm này thì cái chất nu nó giải đều, có cái kính hạt nhưng mà giải đều cái phôi gỗ rất là đẹp và nguyên ở phần dưới này. Có lẽ em sẽ làm một cái bao tiền vàng ở đây. Cái nu ở khu vực này sẽ rất là đẹp và ăn cả về mặt phía sau nữa. Và em sẽ quyết định làm một chú tuấn mã cực xuất sắc, em nhất cơ có thể. Vâng ạ, và bên em là tượng gỗ trưởng Nguyễn Hồng ở làng nghề nổi tiếng Đông Giao, nương đình Cẩm Giàng ngày trước. Bác nào mà muốn chiêm ngưỡng tác phẩm sau khi hoàn thiện thì nhớ là đăng ký theo dõi tượng gỗ Nguyễn Hồng để chiêm ngưỡng nhiều hơn những tác phẩm đẹp hơn nữa các bác nhà mình nhá. Vâng, và xin chào tất cả các bạn.